Cùng khi đến ví dụ quốc gia Nga thì nó bùng cái đuôi đi, nó bắt đầu nó hình thành cái bộ phận thô sơ, banh tràng thô sơ của miệng của hồn. Đây là cấu trúc đuôi, đây là các cái rề da, đây là rề da, đây là các rề da, và đây là cấu trúc đuôi ở trong đó, trong cái đéo. Sau đó cấu trúc đuôi nó xuyên qua ốc, nó đi ra ngoài. Và đây là cấu trúc đuôi. Đố nghe em giáo cấu trúc đuôi có gì? Thường là biết được là hay lắm. Đây là cấu trúc đuôi, đây là điểu huyệt. Mình coi điểu huyệt, biết điểu huyệt, cái điểu huyệt cái nào lớn. Đây con này nhìn vô cái điểu huyệt con nào lớn, cái điểu huyệt cái bụng cái nào lớn. Điểu huyệt lớn thì chỉ có duy nhất đó là con gì? Đúng rồi, đây là cấu trúc lông sáng lá nhỏ. Nó xin lỗi, cấu trúc đuôi sáng lá nhỏ. Và đây là metasecalia. Thì nó tán vào trong các cái loại cây vật. Đây là người ta nói về con sáng nó lớn hay gan. Thì khi mà đặc biệt á, khi mà nó từ cái ấu trùng đuôi này mà nó biến, nó bám trong các cây thì sinh, nó bám vào các cây để biến thành cái đen trùng và cái nhiễm đó. Người ta thấy thường gặp cái cây thủy sinh đó mà thường gặp nhất đó là cây cà sạch, cái xà lá xoa, rau xà lách xoong, nghe hiểu không? Xà lách xoong. Cho nên mà cái cây ta này nó bám giống như là cái mà mấy em thấy cái lá cây có cái màng nhà bám vào, nó bám hết á. Mình rửa nó dưới rồi nước đôi khi không trôi như cái này, bám hết á. Cho nên nhiều khi mình rửa theo đúng và phải là rửa dưới nước rồi nước của mình khi mà độ bám nó rất chắc, nó còn điền do đó đôi khi rửa sạch theo mình thì về các đặc điểm dịch tễ. Thứ nhất chúng ta coi về sáng nó lớn hay gan. Thì các nhà nghiên cứu người ta thấy là theo con sáng nó lớn ở gan nhiễm người thì có nhiễm, có thể nhiễm ở trâu, bò, cừu vân vân. Nhưng mà người ta thấy là có một trường hợp theo ra, ví dụ như một cừu tỷ lệ nhiễm cừu 80% với tỷ lệ nhiễm chứ một cùng tỷ lệ nhiễm từ 30%, nơi nào người sẽ bắt bệnh nhiễm, nơi nào tỷ lệ nhiễm càng cao sẽ bắt bệnh cao hơn, đúng không? Nhưng mà thực tế các nhà nghiên cứu thấy rằng tỷ lệ nhiễm ở thú vật không liên quan đến tỷ lệ nhiễm ở người, mà nó lại từ một yếu tố, đó là người ta phải có thói quen ăn rau sống, đặc biệt là ăn sả lách xoong. Và hiện nay Bộ Y tế Thế giới có đến khoảng 17 triệu người nhiễm sán lá gan, lá lớn hay gan. Đa số khắp nơi trên thế giới như châu Âu. Châu Âu là gì? Cái này là gì? Cái này số nào? Tây Ban Nha. Đây là Tây Ban Nha này. Bên đây là Pháp. Cái gì hả? Anh nè. Rồi đây là Anh nè, Ba Lan, đây là Ba Lan. Rồi nhiễm ở châu Mỹ Latin như là C là gì? Đây, chỗ này là gì? Đúng rồi, nhiễm ở Cuba. Cái gì? Nơi mà ma túy thường dữ dội, đây Colombia. Xuống đây là Ecuador, xuống đây nữa là Peru, xuống đây nữa là Brazil. Châu Phi thì nhiễm của Algeria, hay gặp những đại diện nơi nữ thần hai bát leo bát Somali và Nam Phi. Châu Á biết rồi, Nhật Bản cái gì đâu, Nhật Bản cái gì, Philippines đúng rồi, Philippines tây tập dần là giới Trung Quốc á, cái đảo đó. Rồi là Trung Quốc, Ấn Độ, Triều Tiên và vùng Đông Nam Á. Bây giờ người ta thấy một số nơi tùy trên họ cũng là như sao? Châu Âu, Đông Nam Phi cái gì? Tây-Phatica. Châu Phi, vùng Đông Á, Tây-Phatica. Như vậy là ở Việt Nam gì biết không?
Bây giờ Việt Nam mình á, đối với miền Bắc có những con gì? Giá là miền Bắc thế này. Tôi muốn thu hút những gì? Hematica, cho nên ở miền Bắc đa số là những hematica chính là số. Còn khi Candica là ở vùng Đông Nam Á phía phía này ở miền Trung á, thì giảm gì? Những gì? Thì Candica. Nhưng mà người ta mới thấy rằng thì trong nghiên cứu á, thì người ta thấy cái Nicatica nó gây bệnh khá tầm tầm hơn là Hematica. Rồi sá lá nhỏ, khoảng 30 triệu người nhiễm sá lá nhỏ. Người ta chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất á, là nhiễm Rhodopis sinensis. Đa số là 19 triệu tập trung ở vùng châu Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Đông Nam Á, đúng không? Rhodopis sinensis. Như vậy á, là nhiễm khoảng 9 triệu ở vùng Đông Nam Á. Và Rhodopis sinensis khoảng 1 triệu. Thì cái này ở châu Âu như là Ba Lan, Ý và vân vân. Cho nên chúng ta không học cái này. Chủ yếu nhớ là Việt Nam có hai con, Rhodopis sinensis và Rhodopis sinensis. Như vậy ở Việt Nam chúng ta thấy ở miền Bắc thì nhiễm con này. Ở Trung Quốc nhiễm con nào thì đa số miền Bắc cần nhiễm con đó. Vậy còn có Rhodopis sinensis thì ở vùng Đông Nam Á, do đó những khu miền Trung sẽ nhiễm Rhodopis sinensis. Ở miền Trung như là Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, v.v. Ở miền Nam thì người ta chưa thấy. Chủ yếu mà làm cặp trớn là bộ môn làm cặp trớn như trứng các loại xé lá hay là coi trứng làm coi trứng thì họ là những người ở ngoài mà cái cảm thấy không phải chân đã mình như vậy. Cái gì nhỏ này chủ yếu là dân ở Trung Quốc hồi xưa đó, người Pháp người ta gọi cái sáng nhỏ này là sáng đông dương. Sáng đông dương bởi vì chủ yếu ở Trung Quốc diện tích cao, có đôi là chỉ cần 70-80% là bởi vì dân Trung Quốc ta rất thích ăn gì, ăn thịt cá tươi tấm da, hoặc là các vùng Nhật Bản thì người ta ăn cái đó. Em biết rồi, đó là món sushi ấy. Cho nên cái tỷ lệ nhiễm sao cho ở các sao lá phổi. Hiện nay sao lá phổi 22 triệu tập trung đa số ở vùng châu Á, châu Phi và châu Mỹ Lâm Việt. Ở châu Á mấy em thấy mà cứ có châu Á là có Trung Quốc. Trung Quốc cái gì chỉ có được. Bây giờ là châu Á, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật, Trung Phi, châu Phi, Nigeria, Ecuador, Peru. Chúng này thì đã phải rồi. Đây là Chile, thuộc Chile Nam Mỹ và tôi chỉ có cái vùng nào. Ở Việt Nam mình á, các tỉnh ở miền Bắc nhiễm sá lá phổi rất nhiều, đây là các tỉnh kiến. Thì ở miền Bắc nhiễm ta đó là con Heterotrimis, do đó các em nhớ đang lấy cái vòng tròn này là Heterotrimis. Còn ở miền Trung vẫn bị là Westerbody. Sao nó phổi như vậy á, chủ yếu là ở miền Bắc này á, đầu tiên bệnh của nó là ở vùng Sìn Hồ Lai Châu. Hồi đó cách đây 17 năm á thì ở vùng này tự nhiên nào đâu họ bị giống như la, nhưng mà điện thì la không khỏi. Sau đó một môn trùng phối hợp với cái bộ phận cái dị nghĩa của bác thì la ở dùng lại câu nghiên cứu mới biết rằng đó những cái sáu lá phổi và đa số là trẻ em. Thì trẻ em ở dùng này á, nó đi học có các cái trường nội, cái là nội trú này còn á, thì nó đói quá nó mới ra ngoài suối ấy. Và suối nó bắt cua nướng, thì bắt cua nướng xong đó thì người ta mới thấy là cua nướng vẫn bị nhiễm cái trùng kia thì mới lấy. Thì khi nghiên cứu người ta nghiên cứu nếu như con cua đó bắt xong rồi nướng nếu cháy chỏ thôi
già nhỏ là 80% anh em còn sống. Cho nên ăn vô là nhiệt chắc chắn. Còn nướng bây giờ tính kỹ hơn, nướng cháy nhỏ là 20% le nấu cùng vẫn còn sâu. Cho nên cua nướng thì nên cỡ nào cũng chỉ có đá bổi nhé. Cua này không nhận được đá bổi. Về xá ruột khoảng từ 10 người người. Đặc biệt cái bệnh xá nó lớn cái ruột này là chỉ ta chỉ xảy ra ở châu Á, trong đó cũng có tình huống Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và vùng Đông Nam Á. Ở vùng này diễn tích dữ dội, trẻ em do trẻ em đi học đó là gần 60% là mấy đứa đó là diễn xá nó lớn cái ruột. Trung Quốc có nơi 80%. Ở Việt Nam diễn xá nó lớn cái ruột có những cái vùng như là Yên Bái, Tuyên Quang, Nam Định v.v. Và ở miền Trung đó thì có vùng như là Huế. Vùng ở Việt Nam đó là vùng Hậu Giang, Cần Thơ. Ở Hậu Giang, Cần Thơ, ở vùng Ninh Phú thì đấy. Ở đây mấy em, thầy là những trẻ em có 2-3%. Thì mình trẻ em nó khoái nha. Ở dưới Hậu Giang đó, nó cũng gọi là củ ấu. Thì trong củ ấu đó, sáng lá lớn là củ hàng bán. Đang củ bán. Mà mấy em thấy củ sống đó, thì nó chính cái đàn cùng này chúng ta nghe nó cùng lên. Về con em nó không mang thì con này đây là một trong 6-7 đến 9 loại sáo lá nhỏ được thì chủ yếu ở Việt Nam mà con này chỉ có công an thì nó gây ở vùng các vùng đồng bằng sông Cửu Long như là hoặc là ở vùng Tiền Giang nó sẽ bỏ ở vùng Long An rồi Tiền Giang. Về triệu chứng, thứ nhất là triệu chứng sáng nó lớn hay gan thì ta chia làm hai thời kỳ khởi phát và thời kỳ còn phát. Thời kỳ khởi phát là tương ứng từ khi mình ăn cái gan tụt vào, nó xuyên qua thành ruột, nó vào bao gan để lên gan và nó lưu lại gan. Thì thời kỳ này kéo dài khoảng 2-4 tháng thì khi cũng sáng mà nó vào ở trong cái gan là nó ở lại khoảng 2-4 tháng. Thì ở lại cái này nó làm gì? Thì con sáng sẽ tiết ra một cái men, đó gọi là cái men tiêu protein. Nó làm cho cái ở đây có những cái tế bào gan bị ngoại trừ và do đó gan sẽ bị sưng đó, co và đau. Do đó có 3 triệu chứng, đó là đau, thường là đau ở hố hạ sườn phải, đau như rát cổ và đau không tùy thuộc vào giờ ăn. Thứ hai là sốt, thường sốt nhẹ 38 độ, nhưng mà tỉnh thoảng có sốt trường hợp sốt 39 độ, sau đó nó sốt xong rồi nó lại hết. Và thứ ba là gan to, cám gan to phóng ra kèm theo một số triệu chứng tùy theo từng cá nhân. Tức là tùy cái triệu chứng kèm theo này là do một số cá nhân đó, nó họ phản ứng lại với cái chất độc của con sáng tiết ra, đó là nó làm cho bệnh nhân mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nhức đầu. Thứ hai, một số người nó gây đau khớp, đau cơ. Cái thứ ba, lúc này làm công thức báo và còn con tính tăng rất cao. Có khi có một số trường hợp thường là 50-60%, nhưng có khi đến 80% là hoàn toàn nó còn tăng trong giai đoạn này. Nó phá cái gan, chỗ này con này nó phá cái gan, nó phá một cách các tổn thương trong sáng gây ra, nó phá hoại tử không đều, cho nên một số siêu âm cái tổn thương gan ở trường hợp sáng nó lớn cái gan này rất giống với tổn thương ung thư, cho nên một số trường hợp người ta lầm với ung thư. Và bây giờ chúng ta có cần có cái dịch đó để xét nghiệm qua sáng cái gan, người ta kéo qua sáng cái gan thì nở thì người ta là xác định. Và để mà cần có cái ung thư người ta sẽ đo cái lượng dịch alpha fetoprotein, nếu ung thư thì alpha fetoprotein rất tăng, còn sẽ ra gan tăng. Rồi thứ hai là thời kỳ còn phát sau 4 tháng thì lúc này nó xuống ống mật, nó làm một cao mật ở đây nó xuống ống mật. Thứ nhất là một số trường hợp nó gây viêm ống mật. Thứ hai là viêm ống mật cuối mật. Thì trong trường hợp mà viêm, một số trường hợp nó làm viêm lạnh, nó gây những gì cả, thì lúc này còn triệu chứng này nó bắt
các triệu chứng trên này giảm hết rồi đó. Nhưng mà nếu viêm móng, nếu trường hợp mà nó có một số người bị viêm móng mặt hoặc là viêm móng mặt túi mặt thì lúc này bệnh nhân sẽ đau lại, đau với vùng hạ sườn phải, sốt, rét run và vàng da. Mức độ vàng da như đã nói tùy theo hiện tượng. Khi mà nó vào trong móng mặt như vậy thì nó kích thích con mặt làm, đây là loại tăng sinh, nó giờ làm cho mức giữ mô mặt ngày càng dày ra, thì nó không cho cái mặt tiết ra và lúc đó mặt thấm vào máu nó gây vàng da. Một số trường hợp nó gây sỏi mặt, sáng chết thì gây sỏi, thì khi con sáng nó lớn nó đang ở đây cái chừng 2-3 năm thì nó chết. Và lúc đó nó gây sỏi mặt, bệnh nhân sẽ đau sườn phải rất dữ dội. Thứ hai là lạc chỗ, nó đến các vị trí lạc chỗ nào thì nó gây triệu chứng ở vùng đó. Thứ ba là cái một cái gọi là thanh chun. Bởi này không? Thanh chun là do một số người người ta mua gan bò về xào tái, thì lúc đó nó chín bên ngoài nhưng mà bên trong nó không chín. Thì nếu như mà cái bò này nó diễn con ấu nhờ cái beta sakaya của con sáo nó đến cái gan, khi mình ăn hết mình nhai con bò này đó vào đến cái thực quản thì nó bám vào thực quản, nó bám thực quản càng ngày nó càng lớn lên, nó làm cho cái khối và làm viêm thực quản, làm cho thực quản bị viêm lúc nào và sau đó nó chèn ép vào khí quản nó gây khó thở, thì người ta gọi là đó là thanh chun. Trường hợp về sáo nó nhỏ, sáo nó nhỏ thì người ta sẽ chia làm hai giai đoạn, tại vì khởi phát kéo dài khoảng 1-2 tháng tương ứng với con sáo từ dưới tá tràng đi ngược lên đó mặt. Lúc này khi con sáo đi ngược từ tá tràng mà đi ngược lên đó mặt thì nó làm cho cái dịch hoặc giảm và đồng thời cái chất động mạch bị giảm, nó gây ra cái triệu chứng rối loạn dạ dày ruột hay còn gọi là rối loạn tiêu hóa. Lúc này bệnh nhân thường là buồn nôn, chán ăn, tiêu chảy, đôi khi tiêu chảy xen chảy cái táo bón. Bệnh nhân có thể là sốt và đau âm tủy, cái dùng sườn phải. Lúc này đo bạch cầu ở con có thể tăng khoảng 25-40%. Đến thời kỳ toàn phát thì lúc này con sáo lá nhỏ đã vào trong ống mật, trong gan. Thì thứ nhất, triệu chứng của thời kỳ khởi phát tăng lên, tức là bệnh nhân chán ăn nhiều hơn, đau hoặc sườn phải nhiều hơn, có khi sốt nhiều hơn. Thứ hai, triệu chứng chung, tức là triệu chứng toàn thân, lúc này bệnh nhân sẽ thấy mệt mỏi, thiếu máu và triệu chứng về gan, chán thấy gan to và đau. Thì diễn biến về gan, sau đó diễn biến về gan thì khi con sáng nó vào trong cái ống mật ở trong gan, nó làm nó cũng kích thích làm cho cái ống mật trong gan bắt đầu tăng sinh và các cái bào gan xung quanh có sơ, và cái sơ này nó lan tỏa, gọi là sơ lan tỏa, nó gây sơ gan. Một số trường hợp nó gây ra thối hóa mỡ. Có một số người á, khi bị con sáng này nó vào ở trong ống mật, nó ăn mòn cái ống mật trong gan, nó làm cho ống mật nó bị lủng đi. Hay gì để cái trứng rớt trên cái đường đi qua thì cái trứng nó rớt vào trong cái gan, làm cho gan ra ngoài, thì lúc đó cái trứng nó rớt vào trong cái bào gan thì cơ thể nó ứng sinh ra cái u gan và chung quanh cái sơ mà nó tạo sơ gan nhanh hơn. Đặc điểm thứ ba đó là so với con sáo nó lớn cái gan, sáo nó lớn cái gan thì con sáo nó nhỏ cái gan đó, nếu sinh ở mặt trong gan phải chừng 20 đến 25 năm. Do đó nó kích thích, nếu không điều trị thì nó kích thích cái ống mật trong gan làm cho gây gọi là ung thư đường mật. Thì người ta thấy rằng á, nhiễm giữa hai con sáo nó lớn và sáo nó nhỏ ở gan thì nhiễm sáo nó lớn ở gan thường đưa đến triệu chứng là sỏi mật, còn cái là nhiễm sáo nó nhỏ là gây ung thư đường mật. Trong hai loại sáo nó nhỏ gây ung thư đường, cả hai điều gây ung thư đường mật, nhưng mà người ta thấy con ophidiophrenia thường cái tỷ lệ gây ung thư đường mật cao hơn. Đó là các nghiên cứu người ta thấy như vậy. Sáo la lớn và ruột thì con sáo này người ta cũng chia hai giai đoạn, khởi phát và toàn phát.
từ gì khởi phát tương ứng với cung sa trong khi mình ăn phải đây tự sinh và nó báo cái beta vào trong ruột và nó đi dần đến cái đường ro không kèm, thì lúc này bệnh nhân chỉ đau bụng lâm râm tiêu chảy. Sau đó thì cung sống nó vào trong cái không kèm và cái đường chảy, tức là nó bị cái đường ro nó bắt đầu nó lớn lên, tức là khoảng 1 đến 2 tháng sau, thì triệu chứng của nó là do ba vấn đề sau đây. Do nó bám, cái hai là do nó tiết độc tố và một số thì cũng cao do bản thân cần. Bám là gì? Như ta là biết con sáng nó lớn ở ruột á, cái đĩa hút bụng rất lớn. Cho nên khi mà nó đến ruột đó, cái đĩa hút này nó bám vào, nó kéo cái niêm mạc ruột, làm cho niêm mạc ruột bị viêm. Do đó bệnh nhân sẽ đau bụng. Nếu cái sáng mạnh quá, bệnh nhân sẽ kích thích gây viêm nặng hơn, đi viêm nhầy có khi máu. Thứ hai là độc tố của sáng. Trong quá trình nó sống dậy thì nó biết, nó ăn thì nó không biết ra các chất, thì đó là độc tố nó gây các cái độc tố này thấm vào trong cái trong máu gây bệnh nhân thường phù. Và nếu trường hợp mà ăn nhiều sáng quá tạo thành mùi, nó gây tắc ruột với các triệu chứng là đau nôn bí ngưng. Thì khi mà nhiễm nhiều á, không điều trị thì dần dần á, bệnh nhân sẽ thứ nhất là viêm ruột đưa đến giảm hấp thu, do đó ruột viêm máu giảm và đưa đến từ phù mặt xuống phù toàn thân, và cộng với cái độc tố nó gây phù nữa, sau đó thì bệnh nhân có thể tử vong do suy kiệt. Con sáo nó nhỏ ruột chủ yếu nếu nhiễm một hai con không có triệu chứng gì cả, từ trường hợp nhiễm nhiều thì lúc đó nó gây đau bụng và tiêu chảy. Và một trường hợp thứ hai đó, khi con sáo đó ra nó trừ con nó di chuyển dần cho được già nó, thì nó gây ra cái nó tạo thành cái viêm nó được già mà đôi khi đi tiêu đi tiêu ra máu. Về kiểm tra phổi của con sáo ra phổi thì con sáo ra phổi sau khi xuyên qua đến cơ hoành để vào phổi thì đó là giai đoạn khởi phát, từ lúc mà nó xuyên đi, từ lúc đang trùng thoát ra khỏi tá tràng xuyên qua phổi đến đầu phổi, thì giai đoạn này thường bệnh nhân có triệu chứng nhẹ như ho, đôi khi ho nhầy còn có máu và hơi đau bụng. Sau đó thời kỳ toàn phát, lúc này cũng sáng đó, bên trong nó tạo thành cái nang. Thứ nhất, nếu như cái nang này nó ăn nó làm trên cái tiểu phế quản hoặc nó ăn với cái tiểu phế quản và đây có những cái mạch máu thì khi ho mạnh chẳng hạn thì nó bể cái nang, nó bể mạch máu, do đó có thể bệnh nhân ho ra máu tươi giống như lao. Lúc này người ta chỉ cần lấy đòn xét nghiệm thì có thể thấy trứng ở bên đòn. Một trường hợp thứ hai là đôi khi trứng nó bám vào cái sàn phổi, lúc này nó gây tràn dịch tàn, bệnh nhân dễ ho nhưng mà không thể nào tìm được cái trứng ở trong đòn cả. Đây là ca bệnh rất khó chẩn đoán. Lúc này thì nó gây kích thích cái màng phổi, nó gây tràn dịch màng phổi, dần tràn khí màng phổi, bệnh nhân sẽ khó thở. Và thường là để giải đáp thì bác sĩ sẽ hút cái dịch ra và ta sẽ lấy cái dịch này đi tâm để tìm một cái trứng sáng. Nếu không điều trị nó đưa đến biến chứng đó là suy tim, viêm phổi do những trùng phụ. Còn vị trí là chỗ nó đi đến vị trí nào thì nó gây vị trí bệnh đó. Về chẩn đoán, rồi đang nghĩ xíu về trường hợp đấy.